作为我们家里的人的，把因为他们都，阿斯诺的 presidente de Venezuela, su señora y otros.Sobre los proyectos de cooperación agrícola para el periodo 2015-2016. Venezuela se han sido fortalecidas en la década pasada por el presidente. Igualmente, hemos decidido ampliar la alianza energética integral entre ambos países y.Entrar a nuevos proyectos petroleros y gasíferos en Venezuela. La consulta política entre los dos ministerios de Relaciones Exteriores. Nhân dịp này, chúng tôi cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tôi và Ngài Tổng thống cũng đã nhất trí cho rằng các cái tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.Hồ Chí Minh muôn năm, Chávez muôn năm.